Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh YouTube Trang Trang TV và tôi là Hoàng Dôn. Bây giờ thì đang là 9 giờ 30 phút sáng của ngày mùng 8 tháng 8 năm 2022. Có những sự ra đi rất lặng lẽ, có những sự trở về thì cũng rất lặng lẽ. Nhưng mà khi sự trở về thì bị phát hiện, bị phát lộ thì nó không còn lặng lẽ nữa. Điển hình là với hai nhân vật rất là nóng, hai nghệ sĩ rất là nóng trong cái thời gian vừa rồi mà tạo cảm hứng cho không biết bao nhiêu người liên quan đến TikTok, liên quan gì đó tại Tây Ban Nha. Cứ nói đến Tây Ban Nha là nhớ đúng không ạ? Các bạn thấy không? Và không lặng lẽ bởi vì cái sự trở về của họ đã được lên trang chủ của báo Tuổi Trẻ, trang chủ và một cái tin nóng nhất, và hình ảnh của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và nam diễn viên Hồng Đăng, và thậm chí rất là quan trọng bởi vì là Bộ Văn hóa thì đã xác nhận là hai nghệ sĩ Hồ Hoài Anh này và Hồng Đăng thì đã về nước. Phải rất là vinh dự nha các bác. Chúng ta nhìn vào bài chúng ta sẽ thấy rằng là Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông thì đã trả lời Tuổi Trẻ Online về việc nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, diễn viên Hồng Đăng thì đã về Việt Nam. Và trả lời câu hỏi của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thì có kế hoạch làm việc gặp gỡ với các nghệ sĩ này khi họ về nước, thì ông Thứ trưởng Tạ Quang Đông nói việc này thì thuộc trách nhiệm của cơ quan chủ quản của hai nghệ sĩ là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam với trường hợp là giảng viên nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và Nhà hát kịch Hà Nội với trường hợp là diễn viên Hồng Đăng. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Anh Tuấn thì giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam thì trả lời Tuổi Trẻ Online rằng là hiện thì ông mới chỉ nắm bắt thông tin hai nghệ sĩ được trả hộ chiếu từ báo chí, chứ chưa biết thông tin hai nghệ sĩ đã về nước. Ông cũng chưa nhận được thông tin hai nghệ sĩ về nước từ các cơ quan chức năng và cũng chưa nhận được thông tin từ giảng viên gia đình nhạc sĩ Hồ Anh. Ông Tuấn cho biết thì từ khi vụ việc liên quan tới hai nghệ sĩ ồn ào trên truyền thông, thì gia đình nhạc sĩ Hồ Anh cũng không trả lời điện thoại của ông. Đây là câu hay nhỉ? Và bắt đầu từ tuần làm việc mới thì ông Tuấn sẽ xác minh thông tin hai nghệ sĩ này đã về nước từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Và nếu giảng viên Hồ Hoài Anh đã về nước thì nhà trường sẽ mời anh lên gặp gỡ, trao đổi thông tin, xử lý những vi phạm nếu theo kết luận của cơ quan chức năng là như thế nào. Và trước đó thì như đã các bác đã biết là liên quan đến cái vụ hấp diêm tại Mallorca, Tây Ban Nha. Vụ việc rất là nóng. Câu hỏi mà dư luận đặt ra bây giờ thì liệu rằng những người này có trở lại được màn ảnh nhỏ hay không? Và những người này thì liệu rằng có trở lại thành nghệ sĩ, trở thành người công chúng được nữa hay không với những scandal? Rất khó có thể trả lời. Nhiều bác thì nhắn tin, chắc chắn là nhắn tin hỏi tôi từ đợt trước rồi, chứ không phải là bây giờ. Thì liệu rằng là có được hay không? Thì phải nói rằng là rất khó có thể trả lời. Tôi vẫn phải nói như vậy. Trọng chứng hơn trọng cung. Bên phía của luật pháp nước ngoài thì có một cái điều rằng là thỏa thuận xong cái là giúp đơn là coi như là về. Chúng ta nắm bắt thông tin qua báo chí ấy, thì chúng ta chỉ thấy các trường hợp thế này. Hồ Hoài Anh với cả Hồng Đăng thì đã bị bắt sau đó rằng là được thả tự do ra nhưng giữ hộ chiếu để mà làm lại cái vụ đó. Cô gái kia thì đã về nước. Tòa án thì có vẻ như rằng là đưa ra cái biện pháp hành chính lúc đó ấy, thì có nghĩa là những cái lời khai đó có căn cứ, sở cứ là sự thật. Sau đó thì được trả hộ chiếu. Nguyên tắc thì trừ khi có cái sự rút đơn của cái cô gái kia thì mới có xảy ra những cái việc vậy. Vậy thì chúng ta có thể nói rằng là hình như là có một cái sự thỏa thuận đền bù nào đó ở đây hay không? Ở Việt Nam có một cái chỉ có một cái như thế này. Ngay cả khi ông rút đơn thỏa thuận đền bù, nhưng nếu người ta thấy rằng cái mà hành vi của ông á thì cấu thành vi phạm pháp luật thì người ta vẫn xử lý một cách hoàn toàn bình thường. Nhưng ở bên kia thì báo cáo các bác rằng là cứ tiền là xong hết. Người bác Mây Tây là cứ khoái cái điều đó đúng không? Cứ tiền là xong hết. Mọi thứ đều có thể là tiền. Tiền là có thể tại ngoại, tiền là có thể giảm án. Và tiền thì có thể gọi là chả cần một cái gì đó cả. Người ta gọi là thỏa thuận, đền bù, vân vân. Thì có vẻ là như vậy. Nhưng tất cả chỉ là suy luận thôi. Hiện nay hai người này đã về nước với cái sự xác nhận thông tin từ cấp cao gần nhất của Bộ Văn hóa, đó là ông Thứ trưởng Tạ Quang Đông. Nhưng xử lý thế nào thì bên phía của trường.
Ít nhất thì chúng ta có thể thấy thế này. Nếu như Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam ấy, chỗ của Hồi Anh ấy, mà làm nghiêm túc thì hoàn toàn có thể đuổi việc họ ra khỏi cái việc học về âm nhạc, hoàn toàn có thể đuổi việc họ ra khỏi âm nhạc. Bởi vì như các bác đã thấy theo cái chia sẻ của giám đốc thì từ hồi cái xảy ra vụ việc thì thậm chí họ cũng không liên hệ được với gia đình của Hồ Hoài Anh, cũng không liên hệ được với Hồ Hoài Anh, và có thể nói rằng là không trả lời điện thoại, và bây giờ đến về nước bây giờ thì ông này cũng chưa biết cái gì, cũng chỉ biết từ thông tin của báo chí chứ chưa biết là sự thật đầu cua tai nheo nó thế nào. Thế rồi kể cả Hồng Đăng thì cũng như vậy. Vậy thì chúng ta đã có hỏi rằng là hoàn toàn có thể vi phạm chứ. Thế bây giờ các bác tưởng tượng rằng là các bác có một cái nhân viên, tất nhiên là nhân viên giỏi. Thế rồi một ngày nhân viên đi đâu đấy mà các bác không biết, không liên hệ được, mà nghe được rất nhiều tin đồn thổi nhưng không biết mà không nghe được, mà đi đến tận là vài tháng mới về, thì chiều theo quy định của công ty, chiều theo các quy định của luật lao động vân vân, thì các bác có quyền đuổi nhân viên đó hay không, đúng không ạ? Cho nên chúng ta cũng chờ xem rằng là cái vị giám đốc của Học viện Quốc gia, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam ấy, là phó giáo sư tiến sĩ Lê Anh Tuấn ấy, thì sẽ xử lý thế nào đối với trường hợp của Hồ Hoài Anh, có nghiêm túc giống như lò của bác tổng bây giờ, là chỉ cần vi phạm cái đó là hoàn toàn có thể xử lý. Bây giờ một cán bộ mà không đến cơ quan là hoàn toàn có thể là xử lý được, đảng viên mà không sinh hoạt đảng thì là lập tức có thể xử lý được, chả có gì mà khó khăn cả, đúng không ạ? Cứ chiều theo nguyên tắc mà làm, ít nhất là phần đó. Còn cái phần liên quan tới suy thoái đạo đức lối sống ấy, là liệu rằng là có cái sự nào đó đây hay không, ở bên Malacca hay không, ở bên Tây Ban Nha hay không, thì rất khó có thể xử lý. Tương tự như vậy thì đối với trường hợp của nam diễn viên Hồng Đăng đó. Nhưng mà họ không làm nhà nước thì họ hoàn toàn có thể làm tư nhân, họ hoàn toàn có thể đóng những clip, họ hoàn toàn có thể là như thế nọ như thế kia đó. Và có thể vẫn được những cái chương trình game show truyền hình được mời lên, và lại tiếp tục là đóng phim đó. Rồi là tiếp tục là được lên các game show để trả lời, và thậm chí là chia sẻ cả hành trình thế này. Cá nhân tôi ấy, thì với những gì thông tin hiện nay mà chúng ta nắm được thông qua báo chí, báo đài vân vân của chúng ấy, thì chúng ta có thể là tạm khẳng định là 80, 70, 80% là cái sự việc ở Maloka là có thật, kể cả anh bị lừa đi chăng nữa. Thế nhưng nếu anh không ABC thì cũng không thể nào bị lừa được. Gặp một người yêu vợ, gặp một người yêu gia đình thì xin thưa các bác rằng là có hoa hậu muốn ngồi mời chào miễn phí thì cũng thôi, anh chào em nhé, anh đi về, đúng không ạ? Cho nên đừng bác nào bao biện ra rằng là thằng nào đông nào cũng thế. À, chắc là các bác nào bao biện kiểu đấy là các bác ấy thế thôi, chứ còn đầy người vẫn không thế. À, đầy người trọng liêm trọng trọng liêm sỉ, trọng danh dự, có thể trước đây họ thế nào thế nhưng về sau họ nghĩ khác thì sao, đúng không ạ? Cho nên ấy, đấy là cái đã được cấu thành. À, nhưng thật sự để muốn biết toàn vẹn cái câu chuyện thì tôi vẫn mong muốn rằng là Hồ Hoài Anh với cả Hồng Đăng hãy lên tiếng chính thức về việc này. Nếu đã về thì hãy chia sẻ đàng hoàng và hãy trả lời. Nếu như mà anh mà kiểu như là nói dối hoặc là móc máy làm lẹo đi ấy, thì sẽ bị cộng đồng mạng phát hiện ra ngay. À, sẽ bị thấy những cái chi tiết nó phi logic ngay. Bởi vì kể cả một kế hoạch hoàn hảo đến mấy thì cũng sẽ bị có những cái điểm và mâu thuẫn phi logic. À, nhưng nếu hãy trả lời thẳng thừng, và nếu có sai thì hãy xin lỗi, và từ đó thì quan sát cái sự bao dung của khán giả xem là thật sự là có đáng tha thứ hay không, câu chuyện đó là thế nào. Thì lúc đó là từ đó lại trở về truyền hình. Chúng ta nên nhớ rằng là trong mặt trận văn hóa tư tưởng là rất là quan trọng. Nếu những trường hợp mà thực tế là sai mà không bị xử lý thì nó sẽ trở thành những cái tiền lệ rất xấu. Chúng ta thấy vụ Minh Béo đúng không ạ? Cái vụ Minh Béo lùm xùm rất kinh khủng. Thì bây giờ với cái trường hợp của Hồ Anh với Hồng Đăng thế này thì đầu cua tai nheo nó ta làm sao, thì chúng ta cũng phải nghiêm túc và xem xét thấu kẽ. Và nếu như chúng ta nghĩ sai cho Hồ Hoài Anh, nghĩ sai cho Hồng Đăng mà thực tế là không có vấn đề gì cả, mà đây là một cú lừa ngoạn mục, thì lúc này chúng ta cũng sẵn sàng để mở lòng bao dung thôi. Nhưng mà cái gì ra cái đấy, đáng nhẽ Hồ Hoài Anh hay là Hồng Đăng cũng nên nói chuyện với cả các cấp quản lý, và hẳn có hẳn một những cái đơn
hoặc là khi về hoặc liên lạc được thế nào đó với cả các cấp quản lý, chứ ai lại để giám đốc học viện Lê Anh Tuấn lên để mà than thở với báo chí là chả gặp gì được, thì nó không còn kỷ cương kỷ luật gì nữa, đúng không ạ? Kỷ cương kỷ luật gì nữa, mặc dù chúng ta biết đến Hồ Hoài Anh nhiều hơn là Hồng Đăng. Còn nhiều bác bảo là tẩy chay thì tôi nghĩ rằng là cái gì ra cái đấy, nếu sản phẩm của họ tốt, sản phẩm của họ tốt, vai diễn của họ tốt, âm nhạc của họ tốt, bài hát của họ cũng tốt, thì không có lý do gì mà chúng ta vẫn tẩy chay không nghe cả. Đó là chuyện rất bình thường. Là về mặt cá nhân thì chúng ta có thể là tẩy chay, nhưng về mặt âm nhạc, về mặt sản phẩm nghệ thuật thì chúng ta vẫn hoàn toàn vẫn có thể ủng hộ. À, cá nhân tôi nghĩ thì như thế, đúng đến đâu để làm tới đó, và chúng ta thử chờ xem rằng là đợt tới Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam sẽ xử lý thế nào đối với trường hợp của anh nha. Cảm ơn các bác, chúc các bác một buổi sáng tốt lành.